Thưa quý vị, khi mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 chỉ còn một tháng nữa sẽ diễn ra, các tờ báo ra trong tuần này lại mở chuyên trang, chuyên mục hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Nhiều bài viết trên các báo thì đề cập đến công tác cán bộ. À, vừa qua thì theo dõi các hội nghị lớn, quan trọng nhất là về hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, thì con số hàng nghìn đảng viên bị kỷ luật vì liên quan đến tham nhũng, rồi hàng trăm cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị kỷ luật đã khiến nhiều người nức lòng bao nhiêu về công cuộc phòng chống tham nhũng, thì cũng chừng ấy người lo lắng là làm thế nào để nhiệm kỳ tới những con số này sẽ không xuất hiện nữa. Ở trong bài viết sàng lọc kỹ, loại bỏ người có áo đẹp, trẻ khuyết điểm, nguyên phó giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Quốc Lý bày tỏ tin tưởng vào quy trình liên quan tới công tác cán bộ đang được thực hiện. Ông cho rằng với những bước làm rất kỹ trong công tác cán bộ như vậy sẽ giúp hạn chế những sơ suất có thể xảy ra và tránh được những bài học đau lòng về công tác cán bộ. Cùng với đó trong quá trình thẩm định chặt chẽ có thể phát hiện ra những người có khuyết điểm, những cán bộ có tấm áo đẹp bên ngoài mà che đậy khuyết điểm bên trong để dứt khoát không đưa vào khóa tới, hạn chế được tình trạng chọn nhầm cán bộ. Chia sẻ nhận định này, đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ trên tờ Lao động cho rằng Công tác nhân sự trước thềm Đại hội Đảng được tiến hành một cách rất bài bản, qua nhiều bước sàng lọc. Tại các hội nghị trung ương, các phương án nhân sự nhận được sự đồng thuận rất cao là cả một quá trình chuẩn bị công phu, cẩn trọng về công tác cán bộ. Bởi đội ngũ cán bộ cấp cao, cấp chiến lược này sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong việc quyết định sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Nhìn xa hơn một chút về khoảng thời gian 3-4 tháng trước đây thì đại hội đảng bộ các cấp được tiến hành. Dù là gặp rất nhiều những khó khăn khách quan nhưng có thể nói là hầu hết các đại hội đã thành công tốt đẹp, mà một trong những điểm nổi bật là các tổ chức đảng đã chuẩn bị công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, chú đáo, dân chủ, công tâm, minh bạch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương Đảng. Và điều này sẽ có tác động rất tích cực đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sắp diễn ra, đặc biệt là về mặt cán bộ. Theo kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của 67 trên 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tuy số lượng ban chấp hành ban thường vụ giảm theo quy định nhưng vẫn bảo đảm cơ cấu, chất lượng nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Điều này là nhờ quy trình công tác cán bộ được thực hiện theo 5 bước, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, báo quân đội nhân dân tin tưởng. Cùng với việc loại ra khỏi bộ máy những cán bộ có năng lực kém, các báo trong tuần cũng nhắc tới những biện pháp để có thể giữ được những người tài nhằm tăng cường sức mạnh của bộ máy. Một ví dụ đó là từ năm 2030 trở đi thì phần đấu mỗi năm tăng thêm ít nhất 1% trở lên đối với cơ cấu lãnh đạo quản lý và 3% trở lên trong cơ cấu chuyên môn người vụ. Đây là nội dung được Bộ Nội vụ đề xuất trong dự thảo Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài mà tờ người lao động đề cập. Tờ báo cho rằng với chiến lược này, vấn đề sử dụng người tài sẽ cụ thể hóa với các chính sách tiến bộ, phù hợp với thực tiễn hơn trước. Đó là quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm đề bạt sẽ dựa trên năng lực cá nhân, thể hiện qua công việc và đóng góp thực tế. Đồng thời thực hiện phương châm kết nối với nhân tài của ngày mai từ những người có triển vọng tài năng của ngày hôm nay và phương châm 4 tốt gồm đãi ngộ tốt, cơ hội thăng tiến tốt, môi trường làm việc tốt để sáng tạo tốt. Và kết lại nội dung về công tác cán bộ thì tôi tâm đắc với phát biểu của ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trên báo điện tử VN Express. Đó là cần phải có một kế hoạch cụ thể và những giải pháp cụ thể để thu hút được người tài. Tập hợp và sử dụng người tài có lẽ là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng đảng trong thời kỳ mới đây là điều kiện tiên quyết không chỉ để đảng ta nâng cao vai trò và chất lượng lãnh đạo mà còn để đất nước phát triển nhanh chóng và bền vững